nhằm giúp học sinh lớp 11 năm học 2023-2024 làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 11 toàn thành phố làm bài khảo sát với hai môn Ngữ văn và Toán vào ngày hôm nay, 12 tháng 3. Dự kiến có khoảng 100.000 học sinh tham dự kỳ thi khảo sát này. Đây là những học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên dành cho lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, học sinh làm bài kiểm tra môn Ngữ văn trong vòng 120 phút, hình thức kiểm tra tự luận. Còn bài kiểm tra Toán có thời gian làm bài là 90 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024, nhà trường có 96.070 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, tăng so với đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 7 tháng 4 tại 24 tỉnh thành phố trong cả nước. Năm nay có 96.070 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, trong đó có 94.315 thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi. So với đợt 1 kỳ thi năm 2023, số thí sinh dự thi tiếp tục tăng. Năm 2023 có gần 91.500 thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức thi đánh giá năng lực. Đây đã là năm thứ bảy trường tổ chức thi đánh giá năng lực với mục tiêu đánh giá đúng học lực và năng lực của thí sinh một cách toàn diện. Kết quả của kỳ thi này sẽ được sử dụng như một trong những phương thức xét tuyển vào 10 trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 60 trường đại học khác trong cả nước. Ngày 11 tháng 3, Tập đoàn Aptech Việt Nam phối hợp với Microsoft Việt Nam, Interedu, cùng sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức lễ phát động cuộc thi Emerging Cup Junior 2024 dành cho học sinh từ 5 đến 18 tuổi trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích giới trẻ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ và thay đổi các vấn đề phức tạp của nhân loại. Emerging Cup Junior 2024 giúp học sinh thúc đẩy niềm yêu thích công nghệ và các ý tưởng đưa công nghệ giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống, cũng như những thách thức lớn trên thế giới như biến đổi khí hậu, sức khỏe con người, bảo vệ di sản văn hóa, hỗ trợ người khuyết tật. Khi tham gia cuộc thi, học sinh sẽ được làm quen với những công nghệ mới nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo, học máy và an ninh mạng. Đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tập đoàn Aptech triển khai sáng kiến đào tạo AI và cách ứng dụng trong cuộc sống cho người dân Việt Nam thông qua khóa học AI, khơi dậy nguồn sáng tạo cùng AI tạo sinh. Lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng thành phố Hà Nội lần thứ 10 năm 2024 sẽ diễn ra tại Cung điển Kinh Hà Nội, quận Nam Từ Liêm vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Dự kiến sẽ có khoảng 7.669 vận động viên ở 16 nội dung, tăng 4 môn so với kỳ hội khoai phố đồng trước. Hội khỏe phù đồng cấp thành phố năm nay sẽ thu hút 7.669 vận động viên đại diện khoảng 1.700.000 học sinh phổ thông thủ đô tham gia thi đấu tại 16 bộ môn. Đến thời điểm hiện tại, hội khỏe phù đồng cấp thành phố đã tổ chức thi đấu và trao giải 9 môn. Căn cứ vào kết quả thi đấu cấp thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn khoảng gần 1.000 vận động viên xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại hội khỏe phù đồng cấp khu vực và cấp toàn quốc. Lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng thành phố Hà Nội lần thứ 10 năm 2024 sẽ diễn ra tại Cung Điền Kinh Hà Nội, quận Nam Từ Liêm. Vào ngày 15 tháng 3 tới đây, dự kiến có khoảng 5.000 người tham gia chương trình. Lễ tổng kết bế mạc Hội khỏe phù đồng thành phố sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 4 năm 2024 tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Đây là đại hội thể dục thể thao của học sinh, cũng là dịp để biểu dương lực lượng đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường là cơ hội để phát hiện đào tạo bồi dưỡng tài năng thể thao cho thủ đô và đất nước